chào tất cả quý vị. Và bây giờ Đức Tiến và cùng với Trầm Phương Nguyễn đang có mặt tại cửa hàng Trầm Phương Nguyễn, tọa lạc tại địa chỉ 188 Nguyễn Văn Khối, Sài Gòn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng vào bên trong nha. Xin mời quý vị. Đức Tiến xin kính chào tất cả các anh chị, các bạn bè và khách hàng. Và quý vị thấy không, Đức Tiến cùng với lại Trầm Phương Nguyễn và Thanh Nguyễn, chúng tôi đang mặt tại Sài Gòn. Và đây chính là cửa hàng Trầm Phương Nguyễn tại Sài Gòn. Hôm nay một lần rất là vui được hội ngộ tại nơi đây, nhưng gặp lại gương mặt thân quen chúng ta đó là Trầm Phương Nguyễn và Thanh Nguyễn. Hello hai em. Dạ, chào anh Tiến. Phương Nguyễn và Thanh Nguyễn xin chào cả nhà mình. Và giống như là hai anh em là mới vừa bay về tới Sài Gòn thôi. Cảm ơn anh Tiến, là anh Tiến lúc nào cũng luôn luôn là một người anh đồng hành với lại công ty Trầm Phương Nguyễn từ trước giờ. Và nói anh Tiến ơi, bây giờ mình có dịp ở Việt Nam á thì mình thôi mình ghé đây để mình quay cái tiệm của công ty Trầm Phương Nguyễn tại Việt Nam một lần, vì là anh Tiến về đây rất nhiều lần nhưng mà lần nào là cũng kẹt xô, chạy xô. Cho nên là quyết định là lần này là phải làm cho bằng được, thì mới mời được anh Tiến đến đây để mà quay sơ cái công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam cho tất cả anh chị em, khách hàng cũng giống như là khán giả để xem được những cái sản phẩm có trong công ty Trầm Hương Nguyễn. Thì cũng có rất nhiều mặt hàng và sản phẩm đó là quay ở đây cho quý vị thấy. Dạ, và thêm một điều nữa thì rất nhiều quý vị thường xem các cái chương trình của Đức Tiến và Trầm Hương Nguyễn trên TV, nghe trên làn sóng radio, và cũng như là xem chúng tôi thường xuyên live stream trên trang fanpage Trầm Hương Nguyễn. Trầm Hương Nguyễn là có hai tiệm nha, một tiệm mà nằm bên trong thương xá Phố Độc Thọ nằm tại miền Nam California, và tiệm thứ hai là nằm tại Sài Gòn, Việt Nam. Và chúng tôi đang đứng tại tiệm nằm tại nơi đây. Thì hỏi Thanh Nguyễn là thường xuyên là người tiếp xúc với khách hàng của mình. Các khách hàng khi mình đến với cửa hàng mình tại đây thì họ thường hỏi về sản phẩm gì, hay là họ thường thắc mắc những điều gì mà có lẽ là mới mẻ đó với họ không? Bên em là giống như bán về cái sản phẩm là trầm cho con người trồng cấy. Thì có những khách là am hiểu về trầm thì người ta cũng mua sản phẩm là trầm VIP. Nhưng mà chủ yếu ở đây là em bỏ xỉ là nhiều. Ở sản phẩm ở bên em thì giống như là tất cả những sản phẩm từ hàng ít dầu, hàng chung, hàng VIP và tất cả những mẫu sản phẩm của em là đều có đầy đủ ở đây. Nhưng mà có một cái là giống như là Thanh Nguyễn nói là khách hàng mà tại Việt Nam mà nó đa phần là người ta đeo thời trang nhiều hơn. Cho nên là người ta sẽ chọn cái sản phẩm trầm hương do con người trồng cấy nhiều hơn. Giá nó mềm hơn. Giá nó mềm hơn, đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn là trầm thật 100%, không có tạp chất và hóa chất. Nó là trầm hương do con người mình trồng và tạo thành và gia công thành phẩm. Cho nên là khi mà cái hàng đó nó là hàng trồng nhưng mà nó vẫn là trầm 100%, không có bất cứ tạp chất hay là hóa chất nào hết. Nhưng mà giá thành nó thấp, dễ mua, dễ xài. Còn những khách hàng nào mà giống như là người ta nghiên cứu về trầm nhiều, người ta thích trầm thì người ta vẫn sở hữu những cái trầm núi rừng mọc tự nhiên, mà khi người ta không chơi thôi, ở Việt Nam người ta chơi là người ta chơi tới hàng VIP không? Đúng rồi. Và có nghĩa một là mua cái hàng trồng người ta đeo thời trang, hai là nếu người ta đã am hiểu về trầm thì người ta sẽ chọn những cái hàng VIP người ta đeo. Đúng như vậy. Có những cái khách hàng là giống như đã từng mua trầm hàng VIP của bên em rồi thì họ cũng rất là thích. Giống như là khi mà đeo những cái sản phẩm bên em thì cái điều uy tín đầu tiên là nói là bên em đặt cái niềm tin ở công ty Trầm Nguyễn là bán trầm zin và là trầm thật. Cái đầu tiên của người ta là như vậy. Và khi mà người ta mua thì những cái khách hàng đã từng mua rồi thì vẫn là quay lại bên sản phẩm công ty em là mua thêm những cái sản phẩm giống như là cho vào bộ sưu tập của mình. Đúng như vậy. Điều mà Đức Tiến đã làm việc cùng với công ty Trầm Hoa Nguyễn trong suốt thời gian vừa qua mà Đức Tiến cảm thấy rất tự tin và cũng như cảm tự hào, đó là công ty và cùng Đức Tiến giới thiệu cùng quý vị đó là các sản phẩm hàng thật 100%, và trên tất cả các sản phẩm hàng trầm hương núi rừng tự nhiên là có giấy tờ chứng nhận đảm bảo thông tin rõ ràng, và chính tờ giấy đó như là sự thể hiện sự tôn trọng của công ty và với khách hàng của mình. Và cũng quý vị mua cái sản phẩm đó thể hiện sự tự tin, sự cam kết bán hàng thật để về đến tặng quà hay mua chiếc bản thân của mình. Riêng ở tại Mỹ và cũng tại Việt Nam, chúng ta cũng biết thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều các sản phẩm khác trôi nổi trên thị trường, hàng dởm, hàng nhái, và thậm chí là tên của Đức Tiến và tên của Trầm Hương Nguyễn bị làm nhái, làm giả bởi những trang fanpage rất là nhiều, và đó rất là buồn, phải không? Khi bị nhái như vậy, và cũng rất là nhiều quý vị đã mua bị lầm. Nên là các anh chị và quý vị á, nghe đến Trầm Hương, tìm đến Trầm Hương, hiểu Trầm Hương hay là chưa biết Trầm Hương hết mà chúng ta vẫn muốn biết đến Trầm Hương và mua được Trầm Hương hàng thật, thì đừng tiếc chi một phút thôi, chúng ta nhắn tin hoặc gọi điện thoại về cái số phone chính thức ở tại Mỹ và Việt Nam để chúng ta được tư vấn ạ. Số phone của Hương Nguyễn tại Mỹ là 714-588-9989. Số phone ở Việt Nam của Thanh là 0983-556669. Dạ, đó là hai số phone để quý vị an tâm là biết đúng chỗ, đúng người và đúng là hàng Trầm Hương thật. Khi tiến đến đây cũng rất là choáng ngợp vì thấy rất là nhiều các sản phẩm Trầm Hương nha. Bên cạnh đó Tiến nguyên một tủ ở đây là trưng bày nào là vòng đeo tay chuỗi 108, bên kia là các vòng loại lớn hạt nhỏ, rồi có mít đá, mít vàng, rồi nhan trầm hương, bột trầm hương, nụ trầm hương vân vân. Và nguyên một tủ đồ đây để quý vị có nguyên một cái collection luôn, bộ sưu tập để quý vị đến đây. Và công ty Trầm Hương Nguyễn cũng rất là chào đón, welcome tất cả quý vị. Nếu các anh chị đang ở Việt Nam hay các anh chị ở nước khác về thăm Việt Nam, đến Việt Nam chơi, xin nhớ ghé đến Trầm Hương Nguyễn để chúng ta được một lần tận mắt thấy, tận tay thờ, và chính chúng ta được hửi, được cảm nhận, được biết rằng đây là hàng Trầm Hương thật, nó là như thế nào. Đức Tiến cũng biết rằng là rất rất nhiều các anh chị rất muốn tặng một cái sản phẩm gì đó cho các đối tác, cho các
khách hàng của mình, những người rất quan trọng nhưng không biết mua ở đâu, không biết tin ai và không biết tìm ở đâu, thì Hương Nguyễn là người đã bán hàng cho Trầm rất là nhiều người khách VIP, từ những doanh nhân nổi tiếng, những ca nghệ sĩ nổi tiếng, những người chuyên trong giới Trầm. Thì các em muốn nói điều gì với các khách hàng là ở Mỹ và Việt Nam mình? Hương Nguyễn thì rất là tự hào khi mà mình là người Việt Nam, mình là người đầu tiên đem cái Trầm Hương á là qua nước Mỹ là cũng 9 năm hơn rồi. Có nghĩa là tất cả những người mà thích Trầm và mê Trầm, và thậm chí những người mà trước đây là phu đi điệu Trầm vẫn ghé đến công ty Trầm Hương Nguyễn để trải nghiệm Trầm Hương và dẫn theo con cái của mình để mua sản phẩm Trầm cho con cái của mình. Và có nói là khi mà ghé vô đây á, thì cái những cái chú mà phu đi điệu Trầm thời xưa á, chú chỉ toàn là những cái hàng VIP thôi. Chú nói là mua là phải mua trong cái lõi này nè, nhưng trong cái lõi nó cái độ dầu nó nhiều nhất á, thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ kêu là cái hàng VIP. Cho nên giống như là mình được đón chào những người khách hàng rất sành về Trầm và thậm chí là kỳ nam luôn đều đến công ty Trầm Hương Nguyễn để trải nghiệm và mua sản phẩm. Tất cả những anh chị em nghệ sĩ cũng vậy luôn, trong đó là có chị Ngọc Quyền, danh ca Thanh Tuyền, rồi rất là nhiều luôn, anh ca sĩ Vũ Quang Vinh, rồi anh nghệ sĩ Kim Tiểu Long, nam ca sĩ Đan Nguyên thì mua rất là nhiều. Nam ca sĩ Đan Nguyên là đại diện không hình ảnh, không chỉ mua cho Đan Nguyên mà mua cho các đối tác, khách hàng, bạn bè Đan Nguyên nữa. Nam ca sĩ Đan Nguyên trước đây và hiện tại vẫn đang là đại sứ thương hiệu độc quyền cho công ty Trầm Hương Nguyễn, và Đan Nguyên đã mua những cái sản phẩm của công ty Trầm Hương Nguyễn rất là nhiều để tặng cho những đối tác bên Đan Nguyên á. Và cái điều của Hương Nguyễn rất là vui là ở chỗ là cũng có nhiều người hỏi Hương Nguyễn là tại sao mà làm về trang sức mà qua Mỹ là lại chọn Nam làm gương mặt đại diện độc quyền cho sản phẩm về Trầm. Thì Hương Nguyễn có nói một câu là tại vì thứ nhất là Đan Nguyên là một người rất là thích tu đạo, đi khóa tu rất là nhiều. Nam ca sĩ Đan Nguyên cũng là một cái người thích ngồi thiền nè, rất là thích về cái sản phẩm Trầm Hương, về nhang nè, để mà ngồi thiền mỗi buổi sáng. Và một điều đặc biệt nữa là nam ca sĩ Đan Nguyên đặc biệt là rất là mê Trầm và rất là mê kỳ nam. Và cũng có nhiều chị khách vô mua, chị khách nói chuyện vui, chị khách nói vậy nè: em chọn Đan Nguyên làm đại sứ thương hiệu là đúng luôn á, tại vì Đan Nguyên là một người là thích học đạo á, giống như là sẽ phù hợp với cái sản phẩm của em đang làm. Có nghĩa có rất nhiều người khách đã nói như vậy. Và hiện tại thì giống như anh Đức Tiến nói, nó có rất nhiều người đã dùng hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên là đại sứ độc quyền cho công ty Trầm Hương Nguyễn để quảng cáo những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc để làm ảnh hưởng tới công ty Trầm Hương Nguyễn rất là nhiều. Còn cái thứ hai nữa là ảnh hưởng tới khách hàng nữa, vì là khách hàng đã mua lầm những cái hàng nhái, hàng giả, hàng trôi nổi. Cho nên cả nhà mình giúp Hương Nguyễn là khi mua hàng á là chỉ gọi hai số phone duy nhất, là số ở Mỹ là Hương Nguyễn xài và một số ở Việt Nam là Thanh Nguyễn là em gái của Hương Nguyễn xài, là ở tại Sài Gòn. Cho nên là mình sẽ không bị lầm những cái sản phẩm Trầm giả, Trầm trôi nổi bên thị trường bên ngoài, vì là rất là nhiều. Vì là Trầm tự nhiên thì không thể nào nó đơn giản mà nó có nhiều như vậy. Giống như có nhiều chị khách nói là: em ơi chị thích cái vòng VIP này, nhưng mà Hương Nguyễn nói là chị ơi cái mẫu này là em đang có con cái à. Xong rồi chị khách đó chị nói: có khi nào mà mỗi lần mà chị gặp em cái là em nói cái này có con cái để cho chị mua không? Nói dạ không. Nếu như mà khách hàng nào không tin, người ta có thể mượn một cái số phone khác, người ta gọi cho em và người ta nói là cái mẫu này bây giờ tôi cần mua lượt 3 cái này, có không, thử là biết liền là Hương Nguyễn nói thiệt hay nói dốc liền. Tại vì cái Trầm VIP và cái Trầm tự nhiên và nhất là kỳ nam không thể nào mà nó có nhiều, thậm chí nhiều người đặt hàng xong cái mẫu người ta muốn người ta phải đợi 5-6 tháng nửa năm luôn, người ta còn chưa có cái món người ta vừa ý nữa. Cho nên là bên công ty Trầm Hương Nguyễn là giới Trầm ngôn là phải thật 100% thì mới đem đến những cái sức khỏe thật và may mắn thật cho người sử dụng. Giống như trên bất cứ thị trường, có lẽ chúng ta đều biết rằng là vàng thật không sợ lửa, và chỉ có vàng thật nó mới đạt được đúng tiêu chuẩn của nó. Và trên thị trường mà hiện bây giờ trên mạng xã hội, bất cứ nơi đâu chúng ta thấy người người bán Trầm, và chúng ta cũng biết rằng thì vàng thao lẫn lộn. Chúng ta cũng hiểu rằng là có nhiều người rất muốn được đeo Trầm Hương nhưng về kinh tế họ không có, nên họ phải đeo những sản phẩm mà không có chất lượng, mà thậm chí chúng ta là hàng dởm, hàng giả, hàng sánh chìm sánh ghép. Nhưng Đức Tiến và Trầm Hương Nguyễn và tất cả các anh em đây đều tin rằng các anh chị, các quý vị và các khách hàng đang tìm đến sản phẩm Trầm Hương không đơn thuần chỉ là tìm đến thời trang, mà trên hết chúng ta đang tìm đến một sản phẩm để mang đến lợi lạc chúng ta. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về tinh thần, và cái thứ ba nữa đó là mang đến một giá trị nhất định nào đó cho chính bản thân mình mà mình cảm nhận được, và thêm nữa là làm quà tặng vô cùng ý nghĩa và giá trị và riêng biệt, và mình gọi từ đơn giản là hàng độc, hàng lạ, hàng hiếm cho khách hàng của mình. Tiến luôn tin rằng là với một cái điều mà tâm linh, một sự may mắn nào đó thì nó phải gửi gắm đến từ tấm lòng của những người như chúng tôi, từ cách lời ăn tiếng nói, từ sự chia sẻ thì như một phần góp đến mang đến sản phẩm cho quý vị. Thì khi tìm đến sản phẩm Trầm Hương, điều mà chúng tôi tin chắc và dám tự hào rằng quý vị có thể đi bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ người nào, nhưng một người quý vị không nên bỏ qua để tìm
đến Trầm Hương chính là cửa hàng công ty Trầm Hương Nguyễn. Đó là điều mà chúng tôi tự tin để nói. Và thêm một điều nữa là trên thị trường ngày nay thì chúng ta thấy là nhang trầm, bột trầm hương và cũng như là những cái loại về đốt á, tông trầm á, là cũng đang làm giả nhái rất là nhiều. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà cái điều đó là ngược lại, nó giống như là bên kia của bờ sông thì đầy cá sấu, chắc chắn bên này phải là cá con. Dễ thương không quý vị? Thì hôm nay chúng tôi tự tin là nếu quý vị đã muốn tìm hiểu về trầm hương, nghe nhiều đồ những người đang phân vân về giá cả, về nhiều thứ á, thì tôi Tiến luôn nói với các bạn bè, các bạn rằng hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất và nhẹ nhàng nhất. Đó là quý vị có thể đến mua và là sử dụng thử các sản phẩm liên quan như là bột trầm hương và nhang trầm hương. Thì Hương thấy sao? Dạ đúng rồi, thường thì khách hàng sẽ nói là ồ chị nghe nói về trầm hương rất là nhiều, nhưng mà chị muốn thử qua coi cái mùi trầm hương mình đốt lên nó như thế nào. Và sau đó nếu mà chị thích cái mùi đó thì chị sẽ mua qua những cái sản phẩm trang sức. Và Hương Nguyễn rất là vui khi là chia sẻ của một trong những vị khách, là không phải là một người nha, mà rất là nhiều người, là chủ một cái xưởng gỗ lớn và một cái doanh nghiệp lớn, giống như là thậm chí công nhân của người ta là lên tới mấy trăm người. Mà anh biết rồi, chủ những cái xưởng gỗ lớn là người ta tìm hiểu về gỗ, là người ta tìm hiểu về trầm rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn đến công ty Trầm Hương Nguyễn để chọn những cái sản phẩm hàng VIP để mua. Và cái chị đó là chị nói là em có biết không, rất là nhiều người tặng cho chị nhưng mà chị nhìn là chị biết hàng gì hết, cho nên là chị không có đeo được. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và nhiều lúc không biết là em nhắc tên chị trên đây thì không biết chị có hài lòng không, thì thôi em nhắc đại, em cảm ơn chị vui vẻ rất là nhiều luôn. Dạ, chẳng những là chị mua sản phẩm của em mà chị còn giới thiệu tất cả những bạn bè của chị đến đây để mua. Vì chị nói là chị làm về gỗ và chị nhìn những cái sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chị tin là hàng thật 100%. Chị nói là chị đeo á, gặp những cái khách hàng người ta đều khen. Yeah. Là cái điều đó là chị hài lòng nhất khi lựa chọn mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Nếu quý vị và các anh chị hay gia đình của mình đang nghe nói về công ty Trầm Hương, sản phẩm Trầm Hương, chúng ta thấy cũng nhiều người đeo Trầm Hương lắm và chúng ta bắt đầu đang mong muốn tìm một sản phẩm hàng thật, hàng có giá trị, hàng có ý nghĩa và một sản phẩm thật sự mang đến những lợi lạc, những cái giá trị cho quý vị, nhất là về sức khỏe, về tinh thần. Và nhiều hơn thế nữa thì Đức Tiến cùng với công ty Trầm Hương Nguyễn rất là welcome, chào đón tất cả quý vị đến đây để chúng ta được tìm hiểu và tìm được hàng Trầm Hương thật nha. Và bây giờ thì có lẽ là Đức Tiến cùng với Thanh Nguyễn và Hương Nguyễn sẽ mời quý vị xem qua tất cả các sản phẩm Trầm Hương đang có mặt tại cửa hàng Trầm Hương Nguyễn nằm tại Sài Gòn, Việt Nam, để chúng ta cùng chiêm nghiệm sơ qua. Và bên cạnh đó, các sản phẩm này thôi là chỉ là một phần thôi nha. Ngoài ra thì Tiến biết là còn có rất là nhiều cái tủ sắt đang còn khóa lại chưa mở ra. Quý vị đừng quên nha, là công ty Trầm Hương Nguyễn nhận làm thiết kế riêng theo ý của từng quý vị khác nhau. Tiến thường nói là như là có khắc tên, khắc chữ đúng không? Mà nó Tiến đặt hàng chưa làm, đó là làm hình trái tim. Đúng rồi, Đức Tiến đặt rồi mà chưa làm. Vì là như thế này, những cái sản phẩm mà nói về trầm chìm nước tự nhiên hoặc là kỳ nam hoặc là hàng trầm VIP thì công ty Trầm Hương Nguyễn thì không có show ra ngoài nhiều. Đa phần là bỏ trong két sắt và dành cho những khách hàng nào mà biết nhiều về trầm và am hiểu về kỳ nam thì mới lấy những cái sản phẩm đó ra để cho người ta trải nghiệm. Có nghĩa là tại vì có nhiều người, người ta không phải là người ta đến là người ta mua, nhưng mà ta muốn nhìn thấy, muốn sờ được tận tay, nhìn được tận mắt. Và giống như Hương Nguyễn nói đó, là mình hay nói là bên ngoài là hàng trôi nổi, hàng sánh chìm, sánh ghép, hàng nấu dầu, hàng phủ keo, rồi hàng nhuộm màu, hàng công nghệ. Nó rất là nhiều những cái sản phẩm trôi nổi ở bên ngoài. Nhưng mà làm sao để mình phân biệt được giữa cái trầm hương thật và giả? Thì cả nhà mình chỉ cần ghé qua công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam, hoặc là mình có thể ghé qua công ty Trầm Hương Nguyễn, chỉ có một tiệm duy nhất nằm ở nước Mỹ là miền Nam Cali, nằm bên trong thương xá Phước Lộc Thọ, để mình được trải nghiệm những cái sản phẩm là đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, để cho mình cảm thấy an tâm hơn khi mà là mình chỉ nghe nói. Và nếu mà mình có dịp thì mình cứ ghé vào nha cả nhà mình nha, không cần phải mua, mình tới đi mình trải nghiệm để mình biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, để mình tránh bị lừa. Và cái nữa là công ty Trầm Hương Nguyễn vẫn muốn gieo duyên đến quý vị, khi nào mình đủ duyên thì mình sở hữu trầm bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Còn nếu như mình đi ra ngoài mình mua thì ít nhất mình cũng biết được một ít kiến thức để mình không bị người ta lừa mình những cái sản phẩm giá trị rất là thấp. Ví dụ như sẽ có nhiều người sẽ không bán mấy ngàn, sẽ bán mấy trăm đô thôi, nhưng mà mấy trăm đô mà quý vị biết cái giá trị nó chưa tới 10 đô nữa thì nó là bị hố quá nhiều. Cho nên là mình phải xem được những cái sản phẩm thật và giả để mình quyết định trước khi mình mua. Quý vị cũng nghe đến các cái thương hiệu bình dân cũng có, các thương hiệu hàng trung cũng có, và các thương hiệu hàng cao cấp cũng có. Để lựa chọn được hàng cao cấp, Đức Tiến và Hương Nguyễn luôn biết rằng là quý vị cũng rất là khó khăn và tìm hiểu đến. Và đối với trong cái thế giới trầm hương thì nó càng khó khăn hơn rất là nhiều. Và Tiến và Hương cũng luôn nói thật lòng với quý vị rằng là giả sử quý vị có tìm đến một cửa hàng bán trầm hương nào đó thì chưa chắc nhiều quý vị đã mua được sản phẩm hàng trầm hương núi rừng tự nhiên mà là hàng thật nha quý vị. Đó là điều mà chúng tôi tự tin thì nói được điều đó. Nhưng khi riêng đối với công ty Trầm Hương Nguyễn là điều quý vị hoàn toàn an tâm, các sản phẩm trầm hương núi rừng tự nhiên là hàng thật 100% và có giấy tờ chứng nhận. Và những ai đang lo lắng, những ai đang tìm đến một sự may mắn, những ai đang mong muốn có sự thay đổi trong cuộc sống của mình, những
ai đang nghe nói về trầm hương nhiều quá, đâu đâu cũng nói trầm hương, mình cũng muốn có một bộ trầm hương nhưng phải là hàng thật. Mình không muốn đeo đồ giả, mình không muốn đeo đồ rẻ tiền, mình không muốn giống những người kia còn lại, mình muốn khác biệt và mình muốn một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Quý vị đừng ngần ngại, gọi hoàn toàn miễn phí nha. Dạ đúng rồi, đến sẽ tư vấn được đâu là trầm thật, đâu là trầm giả để cho quý vị cảm thấy là mình an tâm hơn khi để mình bỏ số tiền ra mình mua. Còn công ty Trầm Hương Nguyễn thì có nghĩa là có rất nhiều anh chị em khắp nước Mỹ, Pháp, Canada và Úc, rất là nhiều luôn, đã đến tận công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ để mua. Và cũng có những người được bạn bè giới thiệu và mua qua một cái người bạn thôi, nhưng mà mua những cái giá trị rất là lớn, vì là họ cũng là biết về trầm và họ đã nhìn được những cái sản phẩm trầm hương bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Vì là mỗi lần một cái sản phẩm mà đăng lên trên cái trang fanpage Trầm Hương Nguyễn á, khi những người nào mà làm trầm chuyên nghiệp đi nữa, người ta nhìn vào người ta cũng phải biết được cái đó là hàng thật 100%. Dạ, còn những người nào mà giống như người ta chưa biết về trầm thì cái nhìn thấy nó na ná giống nhau, nhưng mà người nào đã biết thật về trầm, biết phân biệt trầm, nhìn vào là biết nó là hàng giá trị như thế nào. Đức Tiến cùng với Trầm Hương Nguyễn là các anh em khi đến xưởng để mà chế tác chế tạo ra các sản phẩm trầm hương. Chào tất cả các anh chị, và bây giờ thì Đức Tiến cùng với Hương Nguyễn đang có mặt tại xưởng sản xuất công ty Trầm Hương Nguyễn. Và vì cũng thấy sau lưng chúng tôi đây là các nghệ nhân đang bắt đầu chuẩn bị tạo nên các thành phẩm của mình. Nhưng mà trên tay Tiến đây đó là những phôi trầm. Hương Nguyễn chia sẻ thêm về những phôi trầm và sự độc đáo của nó. Dạ, đây là những cái phôi trầm mà giống như Hương Nguyễn cũng hay thường chia sẻ với lại tất cả những khách hàng và những người mà đã sử dụng qua những cái sản phẩm trầm hương. Thì giống như Hương Nguyễn nói đó, đây là những cái lỗ trầm nó được hình thành bởi cái thân cây gió bầu, chứ nó không phải là nguyên cái cây trầm như người ta tưởng tượng. Và đây là những cái phôi trầm này là độ dầu rất là nhiều, và những phôi trầm này là bên công ty Trầm Hương Nguyễn sản xuất ra, sẽ gọi là trầm VIP á. Vậy thì nó là những cái vân gỗ, những cái vân dầu nó rất là đẹp. Nhưng mà đồng thời thì anh Tiến cũng thấy là những cái phôi này nó ở phía bên đây thì nó lại bị trống rỗng như thế này. Tại vì không có lúc nào mà nó phôi trầm nó cũng đặc hết. Tại vì là cái thân cây gió thì mỗi khi nó bị tổn thương nó mới tạo trầm. Và khi cái sự tổn thương đó nó sẽ tích tụ ra một chất nhựa để tạo thành những cái lỗ trầm như thế này, thì nó cũng sẽ không có đều nhau. Chẳng hạn như đây nó cũng bị lõm ở đây, và nó cũng sẽ bị lõm như thế này, thì nó không có phải giống như là nguyên một cái cây trầm mà như người ta tưởng tượng trong đầu, và nó chỉ là một cái lỗ trầm ở cái thân cây thôi. Và những cái phôi trầm có nhiều loại á, là cái phôi trầm nó rất là nhỏ, nó không phải lúc nào nó cũng bự như thế này. Có nhiều cái phôi trầm nó rất là nhỏ, thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn phải đưa những cái phôi trầm đó scan lên máy vi tính để mà mình xác định được là cái kích cỡ của cái phôi trầm, để khi mà những nghệ nhân đo đạt để mà tiện ra thành những cái hạt đó, nó phải coi như là nó phải bớt giảm thiểu được cái độ dụng. Vì là mỗi một cái sản phẩm mà ra thành phẩm một cái vòng như thế này, một cái chuỗi như thế này á, thì nó phải dụng hết 70% những cái phôi trầm thôn như thế này. Cho nên là mình phải tính toán kỹ, nhất là những cái hàng VIP như thế này. Còn những cái hàng mà giống như là vẫn là trầm núi rừng mọc tự nhiên, nhưng mà những cái hàng nó ít dầu hoặc là cái trầm do con người trồng cấy á, thì mình không cần nhất thiết là nó phải kỹ như vậy. Nhưng mà riêng những cái hàng VIP như thế này hoặc là những cái hàng chìm nước á, thì nó phải tính toán chi li tỉ mỉ. Giống như là Hương Nguyễn có chia sẻ đợt trước là đài TV đến quay, đài ở Việt Nam đến quay, thì vô tình cắt cái phôi trầm đó là cái hàng chìm, nhưng mà cái phôi nó ba lớn vậy, thì đáng lẽ cái phôi đó là bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ đưa những nghệ công để gia công thành những cái tượng Phật. Nhưng mà cuối cùng thì để cắt cho quý vị nhìn thấy và thả xuống nước cho quý vị nhìn thấy luôn, cho nên là cuối cùng cái phôi đó nó bị hư, có nghĩa là không mất nguyên đúng rồi, mất nguyên cái phôi đó là coi như là nó bị mất một cái giá trị rất là lớn. Cho nên là khi mà mình qua những cái bàn tay của nghệ nhân để mà đo đạt rồi cho nó đúng cái kích thước để ra những cái hạt giống như là 4 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 16 ly, thì nó phải được đo đạt rất là kỹ để ra được những cái thành phẩm mà nó giảm thiểu cái độ dụng của cái hàng VIP như thế này. Dạ, đúng. Vì nó rất là mắc tiền. Đúng như vậy, có thể đang chúng ta đã tiến vào Trầm Hương Nguyễn, đây là những cái phôi trầm và đây là những cái loại trầm được gọi là hàng VIP nha quý vị nha. Trầm hương núi rừng tự nhiên. Và đúng như là Hương Nguyễn chia sẻ, để làm sao tạo nên được những cái sản phẩm, những cái tác phẩm, những cái chuỗi trầm hương núi rừng tự nhiên hay là những cái mặt dây chuyền để nó đồng nhất, tức là trên một cái chuỗi đó hay là trên một cái mặt dây chuyền đó hay là vòng đeo tay đó của vị là cùng một phôi trầm, cùng một khúc trầm như thế này. Chứ không phải là nó bị khác phôi, chứ không phải như là 10 hạt này là phôi này, 10 hạt kia là phôi khác. Thì rồi, như thế nó sẽ khác màu và các mùi nó không đồng nhất. Thì để được làm điều đó thì công ty cũng đã ứng dụng công nghệ vô để mà định dạng toàn bộ cái sản phẩm cái phôi này, để có
thể biết được cái phôi này tạo ra được bao nhiêu hạt hoặc là tạo được bao nhiêu mặt di truyền. Từ khi sau scan toàn bộ đó là biết được thì đưa xuống cho nghệ nhân, và nghệ nhân hình dung được và sẽ tạo ra từng viên hạt chính xác như thế. Điều đó đầu tiên là giúp cho chúng ta có được cái sản phẩm đồng bộ với nhau, và tiếp đến là quý vị có được cái sản phẩm là nó cùng một phôi, có nghĩa đơn giản thôi là chúng ta được một cái tác phẩm rất là đẹp, vừa đẹp về màu, vừa có tốt về mùi, và cái vân của nó là được xem cùng liền phôi luôn. Và bây giờ thì Đức Tiến và Hương Nguyễn muốn mời tất cả quý vị cùng chúng tôi đến với các nghệ nhân để xem coi họ đang tạo những cái phôi trầm này thành từng tác phẩm trầm hương như thế nào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giai đoạn đầu tiên. Từ cái phôi trầm này thì nghệ nhân chúng ta sẽ đo kích thước của phôi trầm và sau đó sẽ cắt nha quý vị nha. Chúng ta cùng xem nghệ nhân chúng ta. Và đối với những cái phôi trầm như vậy á, cắt nó rất là cứng là vì là cái độ dầu của nó rất là nhiều. Dạ, cho nên là mình cắt nó sẽ rất là cứng. Và nó phải được từ từ. Anh thấy cắt mình nghe mùi không? Nghe mùi thơm luôn. Anh nghe đã chưa? Đó. Tại vì khi mình cắt nó có cái độ ma sát nóng thì nó sẽ tạo mùi. Giống như là anh cầm như vậy anh hửi lên thì anh thấy không nghe mùi, nhưng mà khi mình cắt vào á là nó sẽ cái thơm sống nó sẽ bực lên. Đó là cái đó là những cái hàng VIP nó mới được vậy. Cái dầu nó nhiều á. Đúng rồi. Và nó cứng thì mình cắt nó sẽ khó hơn những cái phôi trầm mà nó ít dầu. Và mình phải đo cho nó đúng kích thước là mình làm ra, là nó phải cái phôi trầm nó phải là đúng để mình làm ra đo đạt cho nó đúng, để nó giảm thiểu cái độ hao. Xong rồi cái lúc mà mình muốn cái độ dầu của nó để nhìn thấy rõ hơn á là nó phải qua cái công đoạn tiện, rồi cái công đoạn đánh nhám là nó sẽ lộ cái vân ra đẹp. Cho anh mượn cái phôi cắt đây. Trên tay Đức Tiến đây là một cái phôi vừa được cắt nhỏ ra sau khi được đo xong nha. Và trong quá trình cắt thì chúng ta thấy thì cái hương thơm, cái mùi trầm hương thật bên trong nó tỏa ra thơm ngát nguyên căn phòng rồi luôn. Và rất là mùi rất đậm đà luôn, và chúng ta có thấy được cái độ dầu bên trong rất là nhiều đúng không? Quá là nhiều. Đó. Và sau khi những cái phôi trầm được cắt đồng đều xong hết thì cùng phôi thì chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo phải không em? Dạ, bước tiếp theo là bên đây là sẽ tiện hạt. Chứ nếu mà anh Tiến mà đưa nguyên cái phôi cục này vô tiện là nó chắc nó dụng hết, còn có một hộp dày là một ký hà phôi thô như thế này mà tiện giống như anh Tiến nói cắt nhiêu đây bỏ qua đây là chắc nó dụng hết 90% trầm luôn. Cho nên cái này là phải cắt ra nữa. Thưa quý vị, và đây là một cái phôi trầm vừa được cắt nhỏ xong nha. Nhưng mà cắt nhỏ xong thế này chưa xong nha. Bây giờ chúng ta làm tiếp theo là gì? Mình phải cắt vuông lại để cho nó cái thành phẩm là mình muốn cái hạt nó là 10 ly hay 12 ly hoặc là 16 ly. Thì mình phải cắt đo lường để cho nó được đúng với cái số ly đó để mình đưa qua bên đây để mà tiện thành hạt tròn. Tức là mình sẽ cắt lại tùy theo cái ly mình cắt lớn, cắt nhỏ, dài đúng không? Đúng rồi. Sau đó sẽ đưa qua bên đây để tiện thành hạt tròn. Bây giờ chúng ta thấy thì bên đây đang có những cái hạt và những cái phôi bắt đầu tạo thành tròn đây ạ. Và chúng ta đang thấy thì nghệ nhân chúng ta đang tiện những cái hạt trầm này bằng cái thủy lực ha, bằng nước đúng không? Rất là đều. Đó, và cái này là muốn kích cỡ là ví dụ như là hạt 16 hay là 14 hay là 12 hay là 10 ly thì do các em này sẽ chỉnh cái kích cỡ bên đây nữa. Nó có cái máy đo đúng rồi đó. Cần đo hết. Và đây là tiện xong những cái thành phẩm, những cái hạt như thế này. Cái công đoạn này là giống như là mình đã tiện thành những cái hạt tròn như thế này. Sau khi đánh nhám xong, đánh nhám mịn xong, Hương Nguyễn sẽ thử nước cho quý vị xem nha. Vì là mình bán những cái hàng chìm nước tự nhiên là phải thử từng hạt luôn. Tại vì nguyên một cái vòng trầm mà mình nói chìm nước mà chỉ cần một hạt bị nổi thôi là nó mất giá trị. Tại vì cái hạt chìm với lại cái hàng VIP, cái màu nó sẽ đồng bộ nhau. Nó tương tự giống nhau, nhưng mà nó phải chìm tận đáy. Đó là sau đây là cái công đoạn này là công đoạn đánh nhám cho nó mịn cái hạt trầm. Và nó sẽ lộ cái vân trầm ra rất là rõ và nó sẽ tạo cái mùi hương trầm rất là nhiều luôn. Bây giờ là Hương Nguyễn muốn thử cái hạt trầm này là cái độ chìm nước, thì Hương Nguyễn sẽ lấy một cái ly nước để thử luôn cho quý vị nhìn xem luôn. Tại vì cái phôi mà chìm nước tự nhiên thì nó rất là hiếm và nó rất là ít. Và đây là cái sản phẩm mà đã đánh sau khi là cắt tiện, xong rồi qua bên đây là tiện hạt tròn và sau đó là đánh nhám mịn. Và bây giờ là trên tay Hương Nguyễn đang cầm cái trầm này là trầm núi rừng mọc tự nhiên, và loại này là loại chìm nước. Người Hoa ta gọi là hàng dách lầu quý vị, là hàng chìm nước tự nhiên nha. Cực kỳ quý hiếm và cực kỳ giá trị luôn. Thì Hương Nguyễn sẽ thử nước cho quý vị nhìn thấy luôn nha. Nó phải chìm tận đáy nha. Đó, cái hạt trầm nó phải chìm tận đáy như thế này thì nó mới đúng là hàng chìm nước tự nhiên và đúng giá trị. Còn nếu mà chìm lửng cỡ này hay là chìm lửng cỡ này thì cái giá trị nó phải rẻ hơn rất là nhiều. Cho nên khi mà nó đã chìm nước là nó phải chìm tận đáy. Còn cái kia là ta gọi là cận chìm hay là giống như lửng là nó có giá trị nó vẫn thấp hơn. Và quý vị, đây là
anh Phong là một nghệ nhân của công ty Trầm Phong Nguyễn. Trước tiên là chào Phong, Phong chia sẻ thêm là Phong đã làm việc cho công ty Trầm được bao nhiêu năm rồi? À, em làm cho chị Hương Nguyễn là trên 10 năm rồi. Vậy thì những cái ngày đầu tiên khi mới vô nghề này thì em thấy có những cái khó khăn thuận lợi gì khi làm cái nghề này? À, cũng có, thời gian đầu vô em cũng chưa gành nghề lắm. Nên nhờ chị Trầm Nguyễn cũng dạy em, thời gian đầu cũng làm hư khá nhiều hàng của chị. Sau thời gian nhiều năm hơn rồi, kinh nghiệm em chuẩn hơn nên em làm ra sản phẩm đẹp lại hàng cho chị. Dạ. Không còn như thời gian đầu nữa. Dạ. Như vậy là với 10 năm kinh nghiệm là một nghệ nhân để tạo nên từng cái hạt trầm đẹp như thế này thì trong quá trình làm và đến giờ thì em thấy là những cái thuận lợi, những khó khăn gì hay là những yếu tố nào để quyết định tạo nên được một cái hạt trầm đẹp? Những phôi hàng làm ra đẹp á, mình phải chọn những phôi thật là khô để làm hàng cho không bị méo. Và mình cắt lát để chọn những điểm dầu nhiều nhất và quằn nhiều nhất để tạo ra những cái hạt đẹp để xỏ vào dây để tạo những sản phẩm đẹp nhất đến tay khách hàng. Dạ. Và tính đến thời điểm này thì em có nhớ rằng là em đã tạo được bao nhiêu hạt không? Em nhớ nổi không? Rất nhiều anh ơi. Câu hỏi hơi khó em đúng không? Rất nhiều. Dạ, phải nói là khi mỗi ngày những nghệ nhân tại đây có thể làm rất là nhiều các hàng, các cái phôi trầm khác nhau và không thể nhớ được là mình đã tạo được bao nhiêu cái tác phẩm phôi trầm và cũng như là các sản phẩm trầm hương rồi. Nhưng mà điều mà chúng tôi thể cảm nhận được từ anh Phong và cũng như tất cả các anh em ở đây là ai cũng tâm huyết với nghề và ai cũng mong muốn rằng là cái sản phẩm trầm hương núi rừng tự nhiên, sản phẩm trầm hương hàng thật của công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ đến được tận tay của khách hàng, của những người đang tìm kiếm và tìm mua trầm hương. Thì đây là cái điều mà không chỉ là Đức Tiến hay là Hương Nguyễn mà cũng như là các anh em bên bộ phận gọi là nghệ nhân đây cũng mong muốn rằng quý vị sẽ tìm được đúng hàng, đó là hàng trầm hương núi rừng thật, thưa quý vị. Và thưa quý vị, sau khi phôi trầm hương đã đi qua 3 giai đoạn và bây giờ chúng ta đã tiến đây là những thành phẩm đầu tiên được tạo nên bởi các nghệ nhân, có thể đó là những hạt trầm hương tròn và với nhiều kích cỡ khác nhau, và đó cũng có thể là các mặt dây chuyền, chẳng hạn như mặt dây chuyền Phật Bà Quan Âm, mặt dây chuyền tượng Thánh Giá có Giêsu hay không có Giêsu, và cũng có thể là các mặt dây chuyền hoàn toàn tự nhiên theo phôi trầm. Chúng ta đã tiến đây là những cái hạt trầm hương đã được tạo xong rồi, và bây giờ thì chúng ta thấy thì các bạn nhân viên bắt đầu sâu chuỗi lại để tạo từng chuỗi một, vòng đôi hay là chuỗi 108. Dạ. Qua cái công đoạn này là do là những cái sản phẩm này là chỉ xỏ những cái chuỗi 108 mà chỉ là đơn thuần thôi. Chứ còn nếu mà có vàng, có đá này kia nọ vào thì sẽ qua một cái design nữa. Đúng dạ rồi. Còn cái này là mình chỉ xỏ đơn thuần cái chuỗi 108 và những cái vòng đơn hạt tròn thôi. Còn nếu như mà mình xỏ giống như là anh thấy là trong đó là sẽ có hoa sen bằng vàng 24K và có những tỳ hưu vàng 24K, nói chung là tất cả những cái trang vàng thì phải qua một cái thiết kế design. Đúng và rồi. Còn cái này là chỉ những cái chuỗi 108 đơn thuần thôi. Và thêm một điều nữa là mỗi công ty thì sẽ có những cái signature, tức là những cái nét đặc trưng riêng của cái sản phẩm, nhìn vô là chúng ta biết được sản phẩm này của công ty nào. Riêng công ty Trầm Hương Nguyễn mình thì có những cái nét đặc thù gì? Dạ, thường thì công ty Trầm Hương Nguyễn là làm những cái chuỗi 108 như thế này á, thì đây là em Quyền cũng là một cái tay gọi là rành nghề để mà thắt được những cái bính này ở dưới đuôi nè cả nhà, vì là Hương Nguyễn thắt rất là xấu. Cho nên là mỗi lần mà khách hàng nào mà mua xong á mà Hương Nguyễn thắt lại, giống như là thay vì mua cái chuỗi này không thì những khách hàng người ta muốn ép thêm vàng, thêm đá vào, đá thêm đá phong thủy vào cho nó hợp với lại những cái mệnh của người đeo, thì Hương Nguyễn thắt lại, Hương Nguyễn chỉ cục vút thôi. Và khi Hương Nguyễn lúc nào mà đi Việt Nam về là mấy chị khách cứ kêu em ơi đem này về xỏ lại cái râu cho chị đi, xỏ lại cái đuôi bính này cho chị đi, nó đẹp. Cứ vậy đó, là phải đem về đây là đưa cho bé Quyền. Bé Quyền là chuyên thắt về mấy cái này, mà thậm chí là cái này là học rất là lâu nha. Thậm chí Hương Nguyễn là ở Mỹ là 9 năm rồi mà cũng mò làm hoài, muốn làm cho khách hàng đẹp, vì là mua những cái hàng VIP nó rất là mắc tiền. Mà mình cột gút vô thì thấy cái dòng nó bị mất giá trị, nhưng mà cũng phải chịu thôi à. Tại vì Hương Nguyễn thắt không được, tại thắt cái này nó rất là tỉ mỉ. Đúng mà rồi. Nó rất là khó luôn. Bên Trầm Hương Nguyễn thì chỉ có hai người thắt được thôi, đó là chị hai của Hương Nguyễn là bên thiết kế design luôn, và em Mộng Huyền là thắt được hai cái này thôi. Còn dạ. Hương Nguyễn với lại Thanh Nguyễn là chỉ thắt gút thôi à. Và ngoài ra thì đây là những cái thắt đơn giản nhất để chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì để tạo nên được một cái chuỗi trầm hương mà quý vị thường xem được trên trang Trầm Hương Nguyễn á, với những sự sáng tạo như là có ép thêm bi vàng, hay là hoa sen bằng vàng, hay là hoa sen trầm hương, dạ, hay là những cái linh vật là 12 con giáp để hợp với phong thủy, hay là tính cách bổ mạng của mọi người khác nhau. Và bên cạnh đó thì đặc biệt là những cái vòng đeo tay, như hàng Tân Tiến đây, những cái lắc đeo tay có bọc vàng, có khắc tên, khắc chữ hay là khắc logo. Và đặc biệt hơn nữa là
Cái điều mà chúng tôi rất tự hào đó là với tất cả những cái mặt dây chuyền mà được khắc tạo hình dáng có thể hiện như là Phật Bà hay là Tượng Chúa Giêsu, thì các nghệ nhân kết hợp với tất cả những graphic design, tức là những nhà tạo mẫu á, thiết kế làm sao đẹp nhất và hợp nhất và nó cân đối nhất trên từng mặt dây chuyền một. Bởi vì tôi thấy không, khi một cái tác phẩm, một cái mặt dây chuyền hay là một sản phẩm của công ty trầm Hương Nguyễn đến tay quý vị, nó không đơn thuần chút xíu nào từ việc thu đi điệu trầm, tìm trầm từ rừng sâu mang về đây, rồi thu mua, rồi chọn lọc, rồi qua tất cả các nghệ nhân tạo, rồi xong thêm thiết kế design, cuối cùng mới đến được tay của quý vị. Nên là chúng tôi tin tưởng rằng là khi quý vị lựa chọn và tìm mua cái sản phẩm trầm hương núi rừng tự nhiên được tạo bởi núi rừng tinh hoa rồi, nhưng bên cạnh đó là được tạo bởi thêm đó là sự tinh hoa, sự sáng tạo của các nghệ nhân và cũng như của những người thiết kế, chắc chắn rằng nó mang cho quý vị một cái tác phẩm gọi là đẹp, hoàn hảo và rất chân thật. Và có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Đức Tiến và Hương Nguyễn muốn mời quý vị đi xem thêm rất nhiều các mẫu sản phẩm đã được tạo rồi và đang được trưng bày tại cửa hàng Trầm Hương Nguyễn tại số 188 Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, Sài Gòn nha. Và bây giờ Hương Nguyễn cảm ơn tất cả những em đang làm việc tại công ty sản xuất Trầm Hương Nguyễn và mời anh Đức Tiến và tất cả những khán giả theo chân Hương Nguyễn đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam ở 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Như lúc nãy chúng ta cũng thấy thì Đức Tiến cùng với Trầm Hương Nguyễn và các anh em khi đến xưởng để mà chế tác, chế tạo ra các sản phẩm trầm hương, đó là cả một quy trình kỳ công rất là khổ và phải nói là đầy sự sáng tạo. Các nghệ nhân nơi đây đã chọn từng phôi trầm sau khi được thu mua và được xem kỹ, và tất cả những phôi trầm là được tính toán làm sao để tạo ra từng sản phẩm một đồng nhất trên cùng một phôi mà vẫn đầy đủ được tất cả là về kích cỡ, về hạt ly, về màu sắc và đồng bộ cùng với nhau. Và phải nói chúng ta phải tự hào đây là người nghệ nhân ở Việt Nam chúng ta không chỉ khéo tay mà họ còn có óc sáng tạo vô cùng, và nó làm chúng ta ngưỡng mộ để nhìn được từng cái vân trầm, từng cái màu trầm và làm sao khi sắp lên trên cái tay chúng ta đeo lên được, chúng ta thấy được sự đồng đều của nó và sự đẹp của nó nhưng vẫn có sự khác biệt trong từng sớ trầm một. Thì nhân đây Đức Tiến cũng hỏi thêm với lại Hương Nguyễn và Thanh Nguyễn là khi thu mua từng cái phôi trầm đó thì chúng ta dựa vô những cái kinh nghiệm gì để cho biết được những phôi trầm này là hàng như thế nào, và khi chúng ta đưa vô trong chế tác á, thì những cái điều gì mà chúng ta cảm thấy là đôi khi rất là vui bất ngờ và đôi khi là chúng ta cảm thấy là hụt hẫng. Thì ở đây Hương Nguyễn sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả là giống như là khi mình mua một cái phôi trầm, tất cả những cái sản phẩm trầm hương bên công ty Trầm Hương Nguyễn gia công sản xuất là có hai loại. Một loại là do con người mình trồng, trồng cây gió bầu và cái men vi sinh để tạo trầm, là loại trầm hương do con người trồng cấy, cái giá thành nó sẽ thấp hơn, mùi nó sẽ ít hơn và nó dễ mua hơn. Còn một loại nữa là trầm hương núi rừng mọc tự nhiên, nhưng mà người ta thường hay hiểu sai nó là nguyên một cái cây trầm là nó không có đúng nha cả nhà mình nha. Vì có nhiều người nói với Hương Nguyễn là ô chị tìm hiểu về cái trầm này rất lâu rồi, 3-4 năm rồi, mà chỉ cứ vô tiệm xong chứ nói chứ tìm hiểu 3-4 năm rồi mà chỉ cứ thấy nguyên cái cây trầm không à. Tới vô khi Hương Nguyễn giải thích thì chị mới hiểu được là trầm hương là nó được tạo thành bởi cây gió bầu, bởi người ta hay có cái câu là trong đau thương gió biến thành trầm. Và cái nữa là cây gió bầu nó bị tổn thương thì nó mới bắt đầu nó tạo trầm, chứ nó không phải là nguyên cái cây trầm hương như người ta tưởng tượng trong đầu. Và cái nữa là dòng họ gió thì có rất nhiều dòng họ gió, giống như là gió bầu, gió niệt, gió dây, gió tứ quý, mà chỉ có gió bầu mới tạo được trầm và kỳ nam. Cho nên là cái những cái trầm mà núi rừng mọc tự nhiên đó là những phu đi điệu trầm, người ta điệu trầm rất là kỳ công và rất là cực khổ. Và sau đó bên công ty Trầm Hương Nguyễn thu mua những cái phôi trầm thô đó về, có khi mình mua về mình cảm thấy là ô mình được một cái lô hàng này nó quá đẹp và cái mùi nó quá đỉnh, mình rất là vui. Nhưng mà có nhiều lần mua thì cái lô hàng mình nhìn bên ngoài nó rất là đẹp và khi mình cắt thử mình đốt nó cũng đúng mùi là hàng tự nhiên đó, nhưng mà khi mình cắt sâu vào bên trong á quý vị thì nó chắn nhắc không làm được gì hết. Xong rồi bắt đầu phải là coi như bỏ nguyên cái lô hàng đó, nghiền nát ra để làm nhang thôi chứ không làm sản phẩm được. Và cái nữa là nếu mà nói về cái sự mà khó khăn trong cái sự thu mua thì Hương Nguyễn nói luôn là người ta rất là tinh vi, không có kinh nghiệm là mua nhầm hàng giả liền. Và công ty Trầm Hương Nguyễn rất là may mắn khi đến từ những người ông người chú của mình coi như là đã trước đó đã làm về cái ngành gỗ và làm về cái buôn hàng thô, cho nên là Hương Nguyễn được học hỏi rất là lâu luôn. Từ nhỏ là Hương Nguyễn đã được tiếp xúc với lại những cái phôi trầm như thế này và Hương Nguyễn coi rất là kỹ. Và cái người mà coi hàng thô cho Hương Nguyễn thường xuyên đó là chị của Hương Nguyễn, là chị hai trong gia đình là chuyên coi hàng. Thì cái hàng thô nó là như thế này nè quý vị, giống như là ở Đức Cơ, Lâm Đồng, Lâm Hà, Quảng Ngãi, Ba Tơ, Quảng Bình, Khánh Hòa, Nha Trang, mỗi một cái vùng đất nó sẽ tạo một cái thổ nhưỡng khác nhau và mỗi một cái độ dầu, giống như là mình nhìn ở bên ngoài á thì mình thấy độ dầu nó rất là đẹp nhưng mà cuối cùng á thì ở bên trong mình cắt ra là nó trắng nhách, thì Hương Nguyễn nói rồi đó. Còn nếu mà nói về cái sự tinh vi mà bị lừa đó là những cái phôi trầm nó không có dầu nhiều thì người ta lấy những cái cây bút
bút chì á quý vị, thì người ta đồ lại hết trên những cái xới chầm mà nó trắng rồi nó xen kẽ những cái xới màu đen, thì người ta sẽ đi tô lại, đi đồ lại những cái xới bị trắng ở bên ngoài, và mình nhìn thấy cục hàng nó đen quá, dầu nhiều quá, nhưng mà cắt vô trong là trắng nhách. Là một dạng. Thêm một dạng nữa là khi người ta muốn cái phôi chầm đó là nó nặng ký thì người ta sẽ khoan một cái lỗ rất là nhỏ luôn quý vị, và người ta bơm keo vào và bơm chì vào cho nó nặng, để mình thậm chí cái phôi đó là hàng nổi mà người ta bơm vào, người ta làm để nó thành cái hàng chìm luôn. Nhưng mà mình tới mình mua thì mình cắt được một cái khúc mình ngoài, vẫn đốt thử. Nhưng mà khi mình cắt sâu vào bên trong thì toàn là chì không, là cái đó là cũng không làm nhang được luôn. Tại vì cái phôi chầm nó không phải là nguyên một cái cục gỗ đặc, nó sẽ có bọng những chỗ này chỗ kia, thì những cái chỗ bọng đó nó chạy chì vô len lỏi thì cắt ra là không làm được. Và cái đó là cái quá trình khó khăn để thu mua hàng thô, chứ không có mà đơn giản mà dễ mua giống như người ta nghĩ đâu. Và sẵn đây nè, Hương Nguyễn cũng lấy một cái cục chầm đây cho anh Tiến coi luôn, là để cho người ta phân biệt nha. Cái này là chầm cảnh, là bên công ty chầm Hương Nguyễn chỉ trưng bày cho nó đẹp, cho nó vui thôi. Cái này gọi là chầm cảnh nha, và cái này gọi là hàng công nghệ chứ nó không phải là chầm nha. Đúng rồi, cái này là trưng kiện cho vui. Nó là hàng giống như là nó cũng là thuộc cái dạng một hàng một cái gió, và người ta dùng công nghệ để làm cho nó giống như những cái hàng mắc tiền đó, giống như thậm chí nhìn cái lỗ bên đây nè, quý vị nhìn thấy không, người ta nhìn người ta tưởng đâu ô cái này là mắc tử nè, ô nhìn nó dạt dữ lắm nè, nhưng mà thật sự cái này nó không có giá trị gì hết đó quý vị. Cái này là bên công ty chậm Nguyễn trưng, đây là trưng cho nó đẹp thôi, chứ cái này là cắt cho làm hàng là không được nha. Và đó, giống như anh Tiến nhìn thấy nè, đúng không, đó nhìn đó, người ta nhìn nguyên lỗ vậy, người ta nghĩ là ô cái này là cái hàng này hàng mắc tử nè, người ta có thể đi lừa người khác. Nhưng mà thật sự người mà chuyên nghiệp rồi đó, nhìn vô là biết cái hàng này là hàng công nghệ rồi, không phải chầm, và nó không phải là hàng thiệt. Đúng như vậy đó, quý vị thấy không, với một người kinh nghiệm rất là nhiều năm và được truyền kinh nghiệm từ ông cha chú của mình đến, và thậm chí khi đi mua hàng đôi khi còn phải mua phải cái hàng mà nhìn bên ngoài tưởng nó đẹp, nhưng mà khi về để mà chế tác cắt ra thì hỏi ôi trắng bóc trắng tinh, là coi như gần như bỏ hết và phải xay nhuyễn ra để làm bột chầm hay là nhang chầm mà thôi. Điều đó mà để chúng ta thấy rằng để tìm mua được một sản phẩm chầm hương thật, hàng núi rừng tự nhiên, không đơn thuần chỉ là làm kinh doanh quý vị, không đơn thuần chỉ là kiếm tiền trong việc bán hàng, mà trên hết là mong muốn gửi đến cho quý vị, giúp cho quý vị tìm được hàng thật, hàng đúng, hàng giá trị. Thì một lần nữa, nếu quý vị đang coi chương trình này cùng với chúng tôi, quý vị ở bất cứ đâu trên toàn thế giới này, ở tại Mỹ, ở tại Việt Nam hay là bất cứ nước nào đâu, thì chúng ta vẫn có thể liên lạc thông qua hai số phone và địa chỉ của mình. Dạ, cái điều mà cuối cùng thì Hương Nguyễn muốn nói với quý vị là mình buông về cái chầm này, nó không phải là ở một cái việc dừng lại ở cái việc kinh doanh, mà nó phải xuất phát bằng cái niềm đam mê và cái tâm nữa. Và cái tâm, cái đạo đức nghề nghiệp nữa, vì là chầm hương là có tổ nghiệp, cho nên là khi mình làm không đúng là nghiệp quật ngay. Dạ, cho nên là thấy đó rồi là mất đó, cho nên là phải đến với cái nghề chầm này là phải bằng cả một cái niềm đam mê và cả một cái tâm nữa thì nó mới thành công được và nó mới lâu dài. Khi mà quý vị đến công ty chầm Hương Nguyễn tại Mỹ thì mình sẽ vô tại trong Mo Phước Lộc Thọ, nằm ở unit 146 ở miền Nam Cali, chỉ có một công ty chầm Hương Nguyễn duy nhất, còn ở tại Việt Nam là 188 đường Nguyễn Văn Thối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Yeah. Và số phone ở Việt Nam của Thanh là 0983 556669. Dạ, còn số phone của Hương Nguyễn là chỉ một số duy nhất để mà mình chốt đơn hàng, chứ mình đừng có gọi bất cứ số phone nào khác hết, sẽ bị nhầm lẫn và sẽ bị lừa nha cả nhà mình nha. Số phone của Hương Nguyễn là 714588 9989. Và ngoài ra quý vị cũng có thể lên trên trang fanpage có dấu là chầm Hương Nguyễn nha, để chúng ta được tư vấn và được tìm hiểu nhiều hơn. Và trước khi chia tay tất cả quý vị ngày hôm nay, Đức Tiến cùng với công ty chầm Hương Nguyễn rất là vui vì chúng ta đã có dành thời gian để cho cùng nghe và cùng xem các video này. Và thêm một điều nữa, chúng tôi biết rằng quý vị đang coi chương trình này, điều đó có nghĩa là quý vị cũng đang tìm kiếm đến chầm hương, và chúng tôi tự tin rằng chúng tôi là một trong những người mang đến cho quý vị các sản phẩm trầm hương hàng thật 100%. Thì quý vị có thể đừng chần chờ nữa, đừng ngần ngại nữa, thì đây chính là cái nơi, cái địa chỉ, cái địa điểm đầu tiên để chúng ta thể lựa chọn. Một lần nữa, mọi chi tiết về các cái câu hỏi thắc mắc gì đó cứ gọi về lại về các cái thông tin địa chỉ đang có trên màn hình của công ty trầm Hương Nguyễn. Bây giờ trước khi chia tay cùng quý vị thì hai em có câu nào cuối dành cho quý vị khách hàng của mình không? Hương Nguyễn thì luôn luôn được chúc đến tất cả anh chị em đang xem chương trình và tất cả anh chị em cô chú đã mua bên sản phẩm công ty chầm Hương Nguyễn luôn luôn được nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, vì là trong cuộc sống sức khỏe của mình là cần nhất, và có sức khỏe là có tất cả. Em chúc cho những anh chị cô chú đã từng mua sản phẩm bên công ty chầm Hương Nguyễn và những cái lời tri ân rất là chân tình có thời gian quay lại mua những cái sản phẩm vào bộ sưu tập của mình thì em rất là trân quý, và em kính chúc cho cái khách hàng bên công ty chầm Hương Nguyễn và những cái khách hàng lấy sỉ bên công ty chầm Hương Nguyễn tại Việt Nam là có nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Dạ, còn riêng với Đức Tiến thì phải chia sẻ ngay quý vị đang tìm đến chầm hương
thì cửa hàng công ty Trầm Hương Nguyễn là lựa chọn tốt nhất của quý vị đó. Thưa quý vị, rất là nhiều các anh chị khách hàng luôn hỏi tiếng là công ty Trầm Hương Nguyễn với các sản phẩm và hình ảnh do ai là người sáng tạo nên mà đẹp như thế. Và đây chính là bốn cô gái, bốn nàng công chúa của chúng tôi đây. Bây giờ Đức Tiến sẽ mời Hương Nguyễn lần lượt giới thiệu bốn nàng công chúa này làm gì với các sản phẩm mà công ty chúng ta Trầm Hương Nguyễn nè. Mời em. Dạ, cảm ơn anh Đức Tiến. Đây, người đầu tiên mà Hương Nguyễn giới thiệu đây là chị cả trong gia đình Hương Nguyễn, gọi là chị hai đó quý vị, là chuyên thu mua những cái hàng thô từ những nơi khác để mà mình gia công thành phẩm những cái trang sức như thế này. Đây là chị Phượng Nguyễn. Hello chị Phượng Nguyễn. Xin chào cả nhà. Người kế bên đây là Ngọc Nguyễn, là em gái út của Hương Nguyễn, là người phụ trách về tất cả những cái hình ảnh cho công ty Trầm Hương Nguyễn, giống như là design những cái cuốn catalog cho bên công ty Trầm Hương Nguyễn và quay hình, quay video những cái sản phẩm cho công ty Trầm Hương Nguyễn. Đó là nói chung là lo về tất cả về mặt hình ảnh cho công ty Trầm Hương Nguyễn là Ngọc Nguyễn và Quỳnh Long, nhưng mà đây chỉ là giới thiệu bốn chị em thôi. Đây là Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn xin chào mọi người. Và cái bên đây là cái người mà chóc chết giống Hương Nguyễn á, cái gì hay nói á, là đây là Thanh Nguyễn, là em kế của Hương Nguyễn đó. Giống như là đây là chị hai nè, xong rồi tới tới Hương nè, xong rồi tới bé Thanh nè, đây là bé Ngọc. Thanh Nguyễn xin chào cả nhà mình nha. Đây là bốn chị em cùng với tất cả ekip đã tạo nên thương hiệu Trầm Hương Nguyễn và phải nói là tự tin có mặt tại Mỹ và cũng như tại Việt Nam. Một lần nữa công ty Trầm Hương Nguyễn cảm ơn vì ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt, hẹn lại các chương trình lần sau. Đức Tiến, Hương Nguyễn, Thanh Nguyễn, Ngọc Nguyễn, Phượng Nguyễn xin chào cả nhà.